hơi chưa? Không hiểu. Xong mình tác động mạnh không hiểu. Rồi dậy. Quạt to này thì được. Mọi người đi nhảy nó mặc đồ ngắn thôi, gọn gàng thôi. Càng gọn càng tốt. Càng hở càng tốt. Như mọi người thì cứ phải kính cổng qua tường, nhưng mà em cứ phải thở ra. Thì thật ra là mình tập khớp thì mình phải thở, người ta nhìn thấy rõ đẹp hơn nhá. Rồi bây giờ mọi người sẽ tập sóng em một tí này. Sóng chân ra, sóng lên nhé, sóng lên này. Chỉ tay vào cái khoác cơ, xương cổ hở. Kéo lên, nhiều lên, lên. Tức là mình sẽ có xu thế là anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thế còn mình đây được bao nhiêu là do cái đốt lưng này. Cái đốt lưng thì mình cứng thì mình vẫn trượt tí từ đứng lên. Nhưng mà cái này quan trọng thế này, đầu này cái này là cái lên này. Thế đúng rồi, đúng tưởng tốt luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đẩy xong cứ đà để trượt lên được bao nhiêu là được nhá. Mọi người biết là trên cơ thể mình khớp nào sẽ giúp và sẽ làm cho nó nặng nhất. Nặng chân chính như này, chính của lợn này. Cái hóc câu mà nó trổng ra nó nặng lắm. Hóc câu trổng ra nó bị gãy, gãy thì nó sẽ nặng. Đấy, nha, cho nên là cái này cho mọi người làm này. Y, chi, y, lê. Đây này, sau này mọi người tập tốt nó sẽ hơi thẳng như này. Chỉ lên như này. Nha, và lại chạy này. Nó sẽ đi qua đường há, nó sẽ đốt này này, đấy, nó lên này, nó trượt cái này, đấy, rồi nó trượt lên, này nó cái này nó chọc lên, nó như con rắn này, chọc lên, của anh này bao nhiêu thì mình sẽ làm, bấy nhiêu cái mà, chưa thể thấy được vì nó ra bó cái lưng đi, mọi người làm nhưng mà phải cho em ngồi xuống, đẩy cho em cái đít lên trước, sau đó mình cứ ngửa người ra, ngửa. Mình chọc tiếp mọi người như này, em sẽ cho mọi cảm giác này. Mình chọc đây là xem, mình chọc. Tức là mình cứ đập cái lưng của mình ấy, cho nó hướng lên. Đập tiếp chị ơi, đây mà. Cục, đấy. Đập cả cái dọc này luôn ấy. Nhá, để cho nó cảm giác nam trên như thế này. Còn đương nhiên bây giờ nó sẽ cứng. Nâng, mình đẩy lần sau nó đúng rồi, ok. Thì con chính này lên đến đây ấy. Ok, con chính đi cái dây ấy. Là cái dây này đang bó chặt cái khung khớp này, nên là nó cứ không có đàn hồi. Nha, nó được che này. Một, chọc. Cái quan trọng là mọi người đẩy cái gì? Cái đít này. Nó cứ lên thì từ cái chỗ kia nó cứ thấy nó ngửa ra. Đấy. Đấy đi, mọi người nhìn. Đang rất muốn đẩy nhưng mà dây đấy hết rồi. Nó nhìn nó không đàn hồi. Nha. Đấy là lý do mà chị chỉ rõ ràng là khớp chỉ rất là tốt với cái dây ấy. Cái dây nó khó trong cuộc sống thì rất là cứng. Chị không biết. Chị không biết là cái dây nó khó trong cuộc sống. Nhưng của chị thì ok, của chị là mình như thế này. Cùng rồi. Nào. 1, 2, 3, 4. Ôi nhìn đầu này. Đúng như kiểu biết rồi. Một lúc hai người đang lên rồi. Chưa đập đâu biết. Chị nó cả hai chiều. Nó mệt. Cái chiều kia nó mềm. Cái chiều kia nó mềm, nó lộn bố đi trước rồi. Còn mình thì chưa đấm đi đâu, cũng chẳng đi được đúng không? Nào, giờ mình đấm được rồi. Một, hai, ba, bốn. Đấy, đâu rồi đấy. Một, hai, ba, bốn. Chút này tốn mắt lên tiếp. Lên. Đấy. Tức là nó phải lên nhiều cái này. Rồi nó mới nặng. Phải tiếp. Cái này nó là tiền đề thôi. Nhưng cái này là cái quan trọng này. Đi nữa nhanh thế, em thử chạy hết rồi. Thế là được rồi. Nào, cục.
mỏi hết rồi. Ok, bảo các chị về tập giãn cuộc sống cho em, cho nó đấm vào những chỗ này cho nó mềm ra, nó tan cái cơ ở đây ra thì nó sẽ tự nhiên. Chị ơi, giờ chị có dúi đấm này em nhất rồi, già rồi, chứ còn ngoài ra đâu nữa. Kiểu như bọn trẻ con thì nó non ấy, thì nó chỉ cần như này sau vài ngày nó ngon của mình, sơ cứng được và chủ động ngoài ngoài các chị đoạn nhá. Đấy, cứ về mua cái búa, búa